Anamoto, xe chất giá trị thật. Xin kính chào tất cả quý anh chị em đã đến với kênh review xe chất giá trị thật của Anamoto. Ngày hôm nay em Thắng xin phép gửi tới anh chị em video chia sẻ một số kinh nghiệm khi chúng ta kiểm tra thông tin trên tem kiểm định cũng như tem phí đường bộ. Như hình ảnh trên, đó chính là tem kiểm định. Chúng ta có thể nhìn thấy thời hạn, tháng và ngày hết hạn của tem kiểm định. Chúng ta nên đăng kiểm xe trước hạn nửa tháng hoặc một tuần để tránh bị phạt khi kiểm tra. Phía bên cạnh tem xanh đó chính là phí đường bộ. Với tem này cũng hiển thị ngày và tháng hết hạn của phí đường bộ, nhưng chúng ta có thể đóng bù vào lượt đăng kiểm tiếp theo. Thời hạn đăng kiểm mỗi lượt từ 12 đến 18 tháng và mức phí đăng kiểm là 340.000, còn mức phí đóng kiểm định mỗi tháng dành cho xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi là 130.000. Trên đây là bảng mức phí phạt đối với cá nhân và tổ chức khi để quá hạn đăng kiểm. Hãy đến với Anamoto, xe chất giá trị thật.